lệnh rồi hả? Mất lệnh rồi bật lại. Thấy không, thấy không, thấy không? Thấy chưa? Yeah. Ok, this side up. Đọc coi đi, up. Tháo đâu, coi nổi gì đâu. Bông bông nó nổ bùm 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 bùm. Ồ cái này cái ngồi này đây nè. Mày có cái đầu nó ấp thôi. Cái ngồi ở đâu thì đây. Cái ngồi ở đây nè. Ok, we'll burn this one. Đổ cái miếng vải ra. Sao người ta đốt nó nổ bùm 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 quá trời. Ồ nó có đầu nó hả? Mọi chuyện nghe thôi chứ không thấy. Nè, đốt ra đây nè. Làm liên tục đi kìa. Đó, đúng rồi đó, vậy đó. Mình kiếm cái ngồi của nó. Nó gửi dùng, nó kêu làm liên tục đi. Đang làm xếp hàng. Cái ngồi đây nè. Chút nữa còn cái cuối nữa. Cái ngồi nằm ngay đây không con? Chút nữa còn cái cuối nữa, nó nổ bùm 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 nhiều lắm. Anh chát đang đốt nè. Anh chát đang đốt đó. Ok ok. Kìa kìa Dũng kìa. Đào nó xuống chút đi. Đúng rồi, vậy đó. There you go, Jack. Go. Không đốt cho mỗi người một cái cầm chơi. Đây, mỗi người còn hai cái nữa. Khoan đốt cho mỗi người một cái cầm chơi. Cái này giống như là pháo bông sinh nhật gì đó. Cho mày một cái luôn nè. Cho nó nguyên cái bao luôn anh. Lấy hộp ra xong mình lại đưa cái bao cho nó. Mình đâu có cầm được ba phải đốt từng cây chứ ba ơi. Thôi cầm cây mỗi người cây đốt vậy á. Lấy pháo bông ra đưa chân vô cái bao nha. Nó cháy đốt chạy. Rồi nha, cầm đây. Thấy à. Qua. Đấy. Hết luôn rồi. Làm gì chạy hết rồi. Thì anh quơ quơ kìa anh làm gì chạy. Happy Canada Day! Yeah! Quay vòng vòng á. Sao quơ chân nhỏ kia thấy? Quơ xa xa ra, đừng quơ gần. Anh quơ xa ra, đừng quơ gần. Cầm nè. Ngọc nè. Rồi đâu?
Happy Canada Day! Bây giờ tới cái bự nè. Hey, what again? Last one, last one. Last one.